Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với shop của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên em lại giới thiệu đến các bác và có chương trình tri ân cực kỳ ok luôn. Khi mà các bác mua đơn trên 200k bên nhà em sẽ bao ship, và đơn trên 500k bên nhà em sẽ có một số những mẫu quà tặng để có thể tặng quý các bác anh chị. Quý các bác anh chị thì qua kênh bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé các bác nhé. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Đây thì bên nhà em lại về thêm một ít cái dòng keo chống thấm rột nhé. Nó em quay video trước ấy thì nó hơi lệch một chút thì các bác thông cảm nhé. Cái dòng keo chống thấm rột này thì nhà em có hai loại, một loại là 20cm và một loại là 10cm. Con này thì đây em đo cho bác cái kích thước luôn. Đấy, 20cm này. Đấy, và loại này là 10cm. Đó. Con này thì kích thước dài, chiều dài của nó sẽ là dài 5m. Để mà khi ví dụ là mà ở một cái trần nhà ấy, các bác có thể ví dụ một cái vết nứt dài hoặc là cái mái tôn ấy, thì các bác có thể sử dụng được. Và con này thì rất là bền đẹp luôn. Đây, để em sẽ bóc cho các bác một cuộn luôn. Đây. Đấy. Hàng xịn sò luôn nhé, nano nhé. Và hàng của nhà em ấy thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Đấy. Thì cái dòng này nó rất là dày dặn và rất là ok, rất là dễ dán. Thực sự ra luôn là nhà em cũng trải nghiệm rồi. Đấy, nhà em cũng bị thấm. Đấy, nhà em cũng thấm nên là em đã trải nghiệm rồi nhé. Con này dán rất là dễ và rất là ok luôn. Đây, các bác về các bác lột ra này. Đây, các bác lột ra và các bác bóc cái lớp này ra. Các bác bóc cái lớp này ra này. Ở đây nó có một cái lớp màng này. Đấy, các bác bóc lớp này ra và các bác vệ sinh sạch sẽ cái nền đi nhé. Và các bác dán vào. Con này cực kỳ bền và cực kỳ ok luôn. Độ dẻo dai, độ dính của nó rất là tốt luôn nhé. Con này thì nó sẽ có hai cái loại mức giá. Cái này thì các bác là 100.000 một cuộn. Một cuộn 10cm là 100. Còn quận 20cm này sẽ là 200k. Đó, thì khi mà các bác mua quận 10cm này thì hai quận thì bên nhà em sẽ bao ship. Còn là quận 20cm này thì nó sẽ là 200.000 và bên nhà em đã bao ship sẵn rồi. Đó, hàng xịn sò luôn nhé. Còn hàng này thì là các bác yên tâm luôn. Nhà mà thấm rột ấy, ở trên tường hay là trên trần, trên mái tôn, trên mái ngói, con này đều có thể sử dụng được. Hoặc là cái giáp ranh hai nhà ấy, cái giáp ranh hai nhà mà nhà người ta khó tính, mà người ta không cho mình bắn tôn cắt lên, thì các bác có thể dùng con 20cm này để các bác dãy dàn ra. Đấy, hoặc nếu mà bác nào mà cần mà những diện tích rộng mà đến 1m thì bên nhà em cũng có đấy, cũng có cái loại đó. Mà cái bè này 1m này. Nhưng mà nó hơi nặng thì em hôm nay thì không review chi tiết cho các bác được nhé. Đó. Đây là một con dàn chống thấm rột nhé. Một cái mã nữa này. Một cái dòng massage cổ vai gáy. Cổ vai gáy này thì đây, hôm nay thì tiện quay được cái camera trước này thì giới thiệu cho các bác luôn nhé. Thì đây cách sử dụng thì ở đây nó sẽ có nút nguồn này, nút cái chấm chấm này là nút nguồn nhé, nút nguồn này và các cái chỉnh chế độ thì đây em sẽ giới thiệu cho bác này. Dí lì nút này, đấy, và các bác bóp này, đấy, các bác nhìn thấy này, đấy, bóp này, đấy, và các bác đặt lên vai này, đấy, đặt lên vai là nó sẽ đây, đấy, là nó sẽ bóp, đấy, thì nói chung là mỗi người có một cách về các bác tự làm, đấy. Nói chung là rất là đã này. Bóp vai này. Hoặc là các bác nào mà quen thích kiểu nhẹ nhàng thì các bác có thể đấy, mạnh hơn này. Đấy. Bắp vai này. Đấy, các bác có thể đặt. Đấy. Nói chung là rất là đã luôn, thực sự luôn với các bác là cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, bóp vai, bóp cổ này. Đấy, hoặc là các bác có thể bóp tay này. Đấy, bóp tay thì nếu mà bóp tay bé thì các bác có thể cho vào đây này. Đấy, nhưng mà rất là dễ chịu này. Đấy, và nó có thể tăng chế độ này, tăng cấp độ các thứ này. Đấy, rất là ok luôn nhé. Ở đây thì nó còn một cái chức năng nữa đó là hồng ngoại này. Đấy, hồng ngoại này thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho các bác để đỡ đau mỏi cổ vai gáy nhé. Con này rất là ok luôn. Đợt này giá của nó đang ưu đãi cho các bác xuống còn 350.000 đồng. Đấy, 350k. Và bên thì em bao ship luôn nhé. Nó như thế. Đấy, hàng thương hiệu của nội địa Nhật, Made in Japan. Đấy, nó hơi ngược video nhưng em quay camera trước nên nó hơi ngược nên là các bác thông cảm nhé. Đấy, 350k và bên thì em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã massage cổ vai gáy nhé. Massage cổ vai gáy 350k. Một cái mã tiếp theo này, một cái dòng máy massage điện nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng là các bác cắm điện. Đây em sẽ test cho các bác luôn này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là tổng cộng nó là 4 đầu. Đây, để em sẽ lắp vào cho các bác luôn nhé. Đây, nó sẽ có cho các bác đó là 1 đầu này. 2, 3 và 4 này. Thêm 3 đầu nữa này. Đó, thì các bác có thể thay đầu rất là dễ dàng luôn.
đấy, rút ra này, cái này các bác rút ra các bác đặt vào là xong, đặt thẳng vào là nhé, các bác lưu ý là đặt thẳng tay vào một tí nhé. Nói chung là con này mà bác nào mà bị tai biến hay là thoát vị đĩa đệm hay là massage các thứ thì con này rất là tiện. Đợi em một chút, nó cái này nó có cái gờ nhé, là các bác lưu ý là có mấy cái gờ đây là các bác đặt nó tương đối là phải chuẩn chuẩn đấy. Đó, đặt vào và các bác lắp cái này lên, và các bác lắp cái này lên đó, rồi chúng ta sẽ cắm điện, sử dụng điện là điện 220V nhé, sử dụng điện 220V. Và đây nó sẽ có cái công tắc này. Đó, thì các bác sẽ chỉnh này. Đây các bác có thể nhìn thấy đây. Tay này. Tay đây. Rung này. Rất là sướng luôn nhé. Nó rung. Đấy, nó massage này, các bác nhìn thấy nó đánh này. Đấy, rất là đã luôn nhé. Đấy, cái dòng máy massage này. Đấy, các bác có thể massage tay, chân, điện. Ở cái dòng điện này thì nó rất là bền, nó nhiều khi là các bác dùng bằng máy pin ý, thì còn bảo là một thời gian nó chai pin, nhưng con này thì dùng rất là bền, trừ khi là các bác bảo là làm rơi vỡ, hay là các bác làm rơi vỡ hay là nước nó đổ vào các thứ thì bị hỏng thôi. Đấy, tăng tốc độ này rất là dễ nhé, các bác chỉ cần xoay núm vào đây tăng giảm tốc độ ấy, tăng giảm tốc độ thì là nó rất là sử dụng rất là ok cái tốc độ của các bác. Đấy, nhất là bác nào mà đang đau mỏi cổ mỏi vai gáy thì con này rất là ok luôn. Giá của nó thì rất là mềm nhé, con này bên em đang có mức giá chỉ có 200.000 đồng thôi, 200k và bên em còn bao luôn phí ship, đó nó lại còn rẻ như thế, 200k và bên em bao ship, bao cho các bác luôn là giá rẻ nhất thị trường. Đấy, đây em ghi giá luôn vào đây, 200k bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã máy massage điện nhé, nó hơi ngược thì chữ tí, máy massage điện 200k bao luôn phí ship cho các bác. Một cái mã tiếp theo nữa này, máy cạo râu của Panasonic, nhé. Con này thì nó sẽ là màu trắng như này. Đây con này là em, nhà em đã trải nghiệm gần 3 năm, thực sự với các bác luôn là gần 3 năm. Nếu mà các bác nào theo dõi kênh của em từ đầu ấy, thì con này nhà em đã sử dụng được gần 3 năm rồi, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này của nó thì hàng xịn sò luôn, khi các bác nhận hàng là hàng nguyên hộp, thì em bóc ra cho các bác luôn. Hàng mới nguyên hộp ấy. Đấy, là máy này là máy của Panasonic. Đây. Khi các bác nhận hàng này. Đấy, Panasonic EIS 6500P. 6500P. Đấy, hàng của nó là hàng nguyên đai nguyên kiện như thế này. Đấy, ngoài ra thì khi các bác mua hàng em thì em sẽ tặng cho các bác một đôi pin. Đấy, để các bác về các bác test luôn. Đấy, nên là nó dễ như thế. Còn đây, cái máy này nhà em đã sử dụng lâu rồi. À, có một cái điều lưu ý trước luôn để khi mà em giới thiệu cho nó dễ, là khi các bác lắp pin ý, là các bác để ý cho em này, là cái pin này cộng trừ này là nó sẽ là đảo chiều nhau. Đấy, các bác cứ để ý này, để cộng trừ này. Nếu mà các bác nhìn mà theo khách quan thì nó sẽ là không lắp được. Đấy, thế nhưng mà các bác lắp thì là các bác lắp đúng theo cái chiều của nó hướng dẫn bên dưới này thì là nó sẽ mới chạy được máy nhé, còn không nó sẽ không chạy được. Con này thì cạo nói chung là rất là sát, mà em đã sử dụng khoảng 3 năm một tí, không nhớ chính xác cái ngày nào nhưng mà nó tầm khoảng 3 năm, nhưng mà vẫn rất là sắc. Trừ khi là ví dụ các bác nào mà râu quai nón thì em khuyến cáo là con này không dùng được. Râu quai nón thì không dùng được. Ví dụ là các bác chỉ có ria mép và râu ở đây thì là ok, còn quai nón thì sẽ không dùng được, tại vì làm sao? Quai nón thì quá nhiều râu, quai nón thì lại phải dùng sang cái dòng khác mà nó có cái tông đơ cơ. Đấy, nó có những cái tông đơ, còn cái dòng này thì nó chỉ có gọi là cạo râu như bình thường như của em đây thôi, râu trên râu dưới này thôi. Đấy, thì nó sẽ dùng được. Đấy, nó sẽ dùng được nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350k. 350.000 đồng, hàng mới nguyên hộp, tặng sẹo thèm kèm theo pin, và bên nhà em bao ship. Đấy, còn một cái loại nữa. Loại nữa đó là loại EIS 6850. Cái loại này thì nó sẽ là rẻ hơn một chút. Con này thì nó sẽ là không có, có cái hộp của nó không phải hộp như này. Đấy, em làm mất hộp rồi. Đấy, con này chỉ có con mẫu thôi. Hàng đợt này đang về, lắp pin thì cũng lắp như con kia. Nói chung là chạy thì rất là êm đềm cả hai con này luôn. Đấy, chạy rất là ok luôn. Và con này rất là sắc. Đấy, và cái chỗ này nó chứa được, hai con đều có chỗ này đều chứa được rất là nhiều. Em cạo đấy, lâu lắm rồi không vệ sinh, của là đây còn bẩn nữa cơ. Đấy, nhưng mà vẫn dùng ngon lành. Đấy, lưỡi của nó là bằng, hai con này bằng lưỡi thép tất. Lưỡi thép tất nên là nó rất là bền. Đấy, rất là bền và đẹp, xịn sò luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 330k, nhưng con này thì nó không còn đủ đồ đấy nữa, còn một con mà nó hàng nó chưa về nên là không còn đủ đồ nữa, nên là không giới thiệu chi tiết cho các bác ở ngoài vỏ được. Đấy,
thì giá của nó là sẽ là 330k, thì các bác lên cho em mã này là mã máy cạo râu Panasonic EIS 6850, EIS 6850 nhé. Đấy, con này 330k, hoặc là các bác lên cho em mã máy cạo râu Panasonic 330k là được. Đấy, thì là em sẽ biết. Đấy, hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, và nhận hàng của bên nhà em là các bác được đồng kiểm với ship. Đấy, ví dụ trong cái trường hợp mà hàng bẻ vỡ các thứ thì là các bác sẽ kiểm tra trước và không nhận hàng. Đấy, hoặc là ví dụ là bên em sẽ hỗ trợ gửi đổi hàng, bù hàng cho các bác luôn, nên là các bác có thể yên tâm, hàng thì em bán hàng đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, ngon, chất lượng, xịn sò. Đấy, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một like các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này, bơm 2 ti bơm dẫn chân này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Starlay. Starlay nhé. Dòng này thì nó sẽ có cho các bác này là hàng mới nguyên hộp, là hàng còn hộp nhé. Đó. Thương hiệu của nó là thương hiệu Starlay này. Hàng nội địa Nhật made in Japan. Cực kỳ ok luôn, có cả đồng hồ nhé. Dây của nó là dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Dây của nó là dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn để các bác bơm này. Bơm xe máy, bơm xe đạp, thậm chí ô tô con các bác cũng có thể bơm được hai xe lăn. Đấy, khung của nó bằng khung thép cực kỳ chắc chắn luôn nhé. Đấy, đầu bơm của nó này cực kỳ xịn sò luôn, cực kỳ xịn sò luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 200k. Nhiều khi là các bác để cốp xe ô tô ấy, nhiều khi là xe nó hết hơi các thứ ấy, thì các bác cũng có thể nhanh xử lý nhanh luôn. Rất là tiện luôn. Bơm 2 ti bơm dẫn chân thôi nhé. Bơm 2 ti bơm dẫn chân dùng xong các bác có cái gạt chốt khóa này này. 200k và bên em bao ship hàng nguyên hộp. Để em ghi luôn này. 200k. Bao ship luôn. Đấy, bơm 2 ti bơm dẫn chân 200k bên em bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng đèn pin 3 chân. Đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái chân này để các bác lắp vào. Đấy. Tại sao nó gọi nó ba chân thì vì đây, để em lắp vào xong em sẽ đặt cho các bác xem. Đấy, các bác xoáy vào nhé, rất là dễ thôi. Đó thì nó sẽ có ba cái chân này. Nó sẽ có ba cái chân này. Đấy, các bác có thể để mọi cách, mọi hướng của các bác thích. Đấy, nhiều khi là để đây, các bác bật đèn soi. Soi con này thì sáng vô địch luôn. Thực sự với các bác luôn, soi con này là sáng vô địch luôn. Không có nào có thể sáng bằng con này luôn. Đấy, dòng này mà em thấy tâm đắc. Đấy, nhưng mà kiểu dáng của nó thì nó lại không được đẹp. Nếu mà so sánh về độ đẹp thì nó không đẹp, nhưng mà độ sáng của nó thì vượt trội. Con này nó sẽ có cho các bác đó là cái hiển thị ở đây là phần trăm pin 25, 50, 75, 100. Cổng USB để các bác sạc những lúc bí. Và đây là cái cổng sạc của nó, là cổng sạc vào, cổng sạc Type-C nhé. Con này thì nếu mà chiếu sáng xa của nó thì tầm 1 cây, gần khoảng tầm 1 cây hoặc hơn 1 cây một chút này. Sáng chói mắt luôn. Đẹp, xịn sò. Chóa của nó đây nhé, là chóa to nhé. Cái này là chóa to, tại vì trên thị trường nó cũng có một cái loại như này, nhưng mà nó là loại bé. Thì đây, con này nó là loại chóa to cho các bác. Đấy. Và giá của con này thì bên em đang có mức giá đó là 300k. 300k và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã đèn pin 3 chân to nhé. Đèn 3 chân. Đèn 3 chân. 300k bao ship. Đèn 3 chân 300k bao ship. Một cái mã nữa đây. Một cái dòng đèn polit, đèn của nó là đèn hai đầu nhé. Đèn polit hai đầu này. Đấy, một đầu là chóa rộng này. Nhấp nháy đỏ này. Đấy, còn một đèn là chóa xa này. Sáng ở bụng này. Đấy. Hàng này bền đẹp luôn, xịn sò luôn. Hàng polit, con này cũng là hàng của nội địa Nhật made in Japan nhé. Hàng này dùng rất là bền, rất là chất lượng luôn. Cái mã này thì bên em đang có mức giá của nó rất là mềm, 250.000 đồng thôi. Các bác lên cho em mã này là mã đèn hai đầu. Đèn hai đầu nhé, con này đi các bác đi xoay các bác rất là ok luôn. Những dòng này thì nó bền, những dùng hàng này thì nó bền mà nó chất lượng. Đấy, thì các bác có thể tham khảo những cái dòng sản phẩm này để các bác sử dụng. Đèn hai đầu.
250k. Đèn hai đầu 250k nhé. Hàng xịn luôn. Lâu lắm rồi thì không giới thiệu cho các bác cái dòng máy sấy tóc này. À, cái dòng máy sấy tóc này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Toshiba các bác nhé. Hàng này thì nó là hàng của nội địa Nhật Made in Japan này. Con này thì sẽ sử dụng cho các bác nguồn điện, nó là nguồn điện 220V. Đấy. À, rất là dễ sử dụng luôn. Con này thì nó sẽ có cái giá đây để các bác treo lên tường. À, treo lên tường xong là ví dụ các bác cần dùng xong các bác đặt lên. Đấy, nó không bị bừa bộn và nó sẽ để gọn vào một chỗ để cho các bác có thể sử dụng thoải mái. Hàng này thì nó xịn sò và nó cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nhé, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, con này thì các bác lên cho em mã này là mã máy sấy tóc của Toshiba, công suất của nó sẽ là 1200W và cái giá bán của bên em là 300k và bên em bao ship nhé, để em ghi giá đây. Con này thì rất là tiện ở cái mức độ đó là khi mà các bác treo tường nó sẽ rất là gọn, tốc độ thì khỏe. À đây, con này thì nó sẽ có hai tốc độ nhé, tốc độ đằng sau đây này. Đấy, này tắt này, 1, 2 này, đó, nên là nó rất là xịn sò luôn. Các bác lên cho em mã là sấy tóc Toshiba nhé, 300k và bên em bao ship cho các bác cái mã này luôn, hàng xịn sò luôn. Đấy, để em ghi giá luôn vào đây, 300k bao ship. Đấy, máy sấy tóc. Một cái mã tiếp theo này, bên em đợt này thì về cho các bác là một cái dòng sạc bình ắc quy này. Con này thì có thể sạc được bình từ 3Ah đến 20Ah, cực kỳ xịn sò luôn. Đây, khi các bác nhận hàng con này là nó sẽ là sạc vàng. Con này thì rất là đơn giản thôi. Đấy. Chống ngược cực nhé, chống ngược cực. Con này thì 3Ah, từ bình to đến bình bé các bác đều có thể sạc được. Đây, để em cắm điện vào để em review cho các bác cho nó dễ nhé. Đây, bình to đây, hôm nay em sẽ để một bình 150Ah. Các bác về các bác kẹp cho em này. Con này có chống ngược cực nhé, nên là cũng không phải lo. Các bác cứ kẹp cho em là đúng lửa đúng nguội này. Đấy, nó sẽ báo này. Đó, thì bình này là bình to thì các bác chuyển sang cho em chế độ sạc bình ô tô. Đấy, chuyển sang cho em chế độ sạc bình ô tô này. Đấy, rồi các bác kẹp vào này. Đây, nó sẽ tự sạc vào cho các bác này. Đấy, cái bình này của nhà em đang hết pin. Nó thì nó sẽ tự sạc nhé. Đây là bình to. Bình to, bình nhà em là bình 150 nhé. Bình 150 này, đều sạc được thoải mái. Đấy, thì cái bình này của nhà em nó đang hết pin, hôm nọ hết mất điện nó đang hết pin này. Đấy, còn các bác có thể sử dụng sang cái bình nhỏ được. Đây, bình nhỏ thì là các bác chuyển sang cho em chế độ bình mô tô nhé. Và các bác cũng kẹp vào cho em này. Đấy, thì nó sẽ lên luôn này. Đấy, bình nhỏ này. Đấy, bình này là hết kẹt rồi. Bình này là hết kẹt rồi, còn bình này lên này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đó, thì con này thì có thể sạc được bình to, bình lên đến bình 200Ah, các bác đều sạc được nhé. Mạch của nó là xài mạch MCU nhé. MCU chống ngược cực thoải mái luôn, hàng xịn sò luôn. Cái dòng này thì nó sẽ có cho các bác đó là quạt tán nhiệt. Quạt tán nhiệt này. Để nó làm mát này. Hàng xịn sò luôn nhé các bác nhé. Con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 330k. Các bác lên cho em cái mã này là mã sạc ắc quy vàng. Sạc bình ắc quy vàng nhé, 330k và bên em bao ship. Đây, để em ghi vào giá vào đây. Các bác lên cho em mã này mã sạc vàng. Sạc vàng 330k bao ship. Sạc vàng 330k bao ship nhé, hàng đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo này, một cái dòng sạc ắc quy nữa này. Con này thì nó sẽ là sạc ắc quy 4A, tối đa của nó sẽ 5 lên 5A nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fosu, chống ngược cực này. Con này thì nó sẽ có cả cái chế độ delay này, G-pad này. Đấy. Dòng này thì sẽ sử dụng cho các bác là điện từ 110 đấy, đến 240V. Công suất max của nó lên đến 75W. Sạc cho bình được lên đến bình tối đa, lên đến bình 100Ah. Đấy. Con này thì chỉ sạc được bình 12V, bình bé thôi nhé. Duy nhất chỉ có 12V thôi. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Kẹp vào bình ắc quy này. Chống ngược cực nhé. Đấy, các bác có thể chọn sang chế độ này. Đấy, đây là chế độ khử xung phát này. Đây, giữ im này. Đâu? Đấy, đây là đang sạc bình thường nhé. Còn đây các bác, đây là khử xung phát này, Zipai này. Đấy, thì các bác ấn vào nút này thì nó hiển thị ở màn hình này, thì là nó đang reset lại bình này. Đấy, dòng này thì nó rất là xịn sò đây. Còn các bác ấn sạc này, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Rất là dễ sử dụng nhé. Dòng này thì của nó thì sẽ sử dụng cho các bác là điện 100 đến điện 240V, công suất max lên 75W. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Hàng nội địa Nhật. Lô này thì nó sẽ chống ngược cực. Lô này nó sẽ chống ngược cực kỳ xịn sò luôn. Các bác có thể sạc bình xe máy, bình xe đạp điện, cứ làm sao mà bình 12V cho em là được nhé. Cứ làm sao bình 12V cho em là được. Hàng này thì hàng xịn sò luôn. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn, có cả quạt tán nhiệt nhé.
có cả quạt tản nhiệt. Và giá của nó thì vô cùng ok cho các bác luôn. Con này thì giá của nó là 250k và bên em bao ship. Dòng này thì các bác yên tâm một điều đó là hàng cực kỳ chất luôn, xịn sò, sạc cho bình xe máy các thứ thì rất là bền. Và có một cái tính năng cực kỳ hay đó là sạc đầy thì nó sẽ tự ngắt nhé. Sạc đầy nó sẽ tự ngắt, sạc 4A này 250k bao ship luôn. Đấy, thì là sạc đầy nó sẽ tự ngắt, sạc đầy nó sẽ tự ngắt nhé. Hàng xịn sò luôn. Đó, đó là cái mã sạc 4A này. Một cái mã tiếp theo này, một cái mã dòng sạc Aqui. Cái dòng này thì nó sẽ là 6A. 6A này, con này thì nó sẽ sạc được mình 12V 6A đến 24V 3A, sử dụng điện 100. Đấy, sạc được bình lên đến 120Ah. Bọc ra. Đây, con này thì nó sẽ sạc được cho các bác đầu tiên, đó là bình pin lithium này. Đấy, sạc bình ô tô, xe máy và khử xung sắt Zipay này. Này là cái gì lê lại bình này. Đấy, hàng này thì thương hiệu của Fosu nhé. Đây, em cũng xin cắm điện vào test cho các bác cho nó thực tế. Đấy, dòng này thì khi bác cắm điện vào, các bác chọn cho em chế độ trước. Đây, ví dụ em là, đây là sạc bình mô tô đi, sạc bình bình xe Honda đi. Đây, em để cho các bác nhìn thấy cho nó dễ nhé. Đấy, thì các bác chọn cho em vào cái chế độ sạc bình xe máy này. Rồi các bác kẹp vào. Đấy, các bác kẹp vào. Đó, thì nó sẽ tự nhận nhé, 12V này. Đó. Cực kỳ xịn sò luôn. Đó, con này nút này nút cảm ứng nhé. Nút này nút cảm ứng này. Đó, tự sạc nhé. Và đầy pin, cái dòng này nó sẽ tự ngắt, đầy pin nó sẽ tự ngắt. Hàng xịn sò luôn, sạc 6A. Các bác lên cho em mã này là mã sạc 6A. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 350k nhé. Đây, để em ghi giá vào đây. Đây, hàng này nó cũng là hàng của nội địa Nhật, Made in Japan nhé. Chống ngược cực, đầy pin tự ngắt. Đấy, chống ngược cực đầy pin tự ngắt. Hàng này sản xuất tại Nhật, xuất đi tất cả các nước, nên là sử dụng giá điện của nó rất là ok luôn. Có quạt tản nhiệt nhé. Sạc 6A 350k bao ship. Sạc 6A 350k bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này, một em sạc Aqui. Con này thì là 7A. Đấy, con này cũng là Fosu. Con này thì là nó rất là đơn giản thôi. Con này thì chỉ có sạc được bình sạc được bình 12 thôi các bác nhé. Giải điện của nó rất là rộng, giải điện của nó là 100 đến điện 240V. Hàng của nó cũng là hàng của nội địa Nhật nhé. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Riêng hàng của shop nhà em Dân là các bác cứ yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thông với thanh toán. Bao cho các bác luôn là hàng xịn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có chế độ này. Ở đây cái nút model này các bác chọn này. Đấy, con này thì có thể sạc được cả bình Epfre 04 nữa, sạc được cả pin lithium nhé, nhưng mà 12V thôi. Moto này, ô tô này, ba chế độ thôi. Đấy, chỉ 12V các bác nhé. Đấy, các bác ấn nút model này, các bác chỉnh chế độ này, rất là nút cơ này, rất là ấy tiện này. Chọn vào bình xe máy cho em nhé. Con này thì tối đa các bác có thể sạc được lên bình 90W thôi, tức là chỉ có sạc được những bình bé, nhưng mà con này thì nó có thể sạc được cả pin lithium của 12V. Kẹp vào bình cho em này. Đấy, là nó sẽ tự sạc này. Đây, báo A này. Đấy, báo bao nhiêu vôn này. Cái bình Aqui của nhà em gần đầy rồi nên là nó cũng lên này. Đấy. Rất là xịn. Mạch MCU nhé. Mạch của nó mạch MCU chống ngược cực nhé. Hàng cực kỳ xịn luôn. Con này có quạt tản nhiệt nhé các bác nhé. Con này cũng có quạt tản nhiệt. Hàng của nội địa Nhật. Con này 7A. Con này 7A nhưng mà nó chỉ có 12V nên là giá của nó cũng rất là tốt. Con này các bác lên cho em mã này là mã sạc 7A. 280k nhé. Sạc 7A. Và vẫn là bao ship nhé. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này cực kỳ xịn sò luôn. Đây này, nó có thể đây này, mạch MCU này. Đấy. Nói chung là rất là xịn sò, chống loãng mặt, chống ngược cực này. 4A 140Ah. Hàng xịn sò luôn, 12V 7A. Đấy. 12V 7A 280k bao ship. Một cái mã tiếp theo này. Một cái mã tiếp theo, một con sạc 12V 8A. Cái dòng này thì có thể sạc được bình 12, bình 24.
Tức là các thể sạc được cả bình 12, bình 24 nhé. Mạch MCU chống ngược cực này. Cả miến nhiệt độ này. Modem nút cả miến này. Đây. Bảo vệ bình thoải mái này. Nói chung là con này thì đầy pin tự ngắt. Tất cả các cái chức năng của các con kia thì đều có. Những cái màu sắc của cái bình này nhé. Cái sạc này thì nhiều cái thì nó sẽ là màu xanh. Nhiều cái màu các màu thì các bác thông cảm cho em một chút. Sử dụng điện là 100 đến điện 240V. Mắc công suất là 130W. Đấy, sạc bình to bình bé thì cứ làm sao mà dưới cái bình 150Ah cho em là được. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Có quạt tản nhiệt này, làm mát này. Đấy, con này thì các bác cắm điện vào nhé. Nút modem cảm biến này. Mạch MCU chống ngược cực. Đấy. Đấy, các bác chọn cho em là bình ô tô này. Cái này là gì lây lại bình này. Em chỉ thử cho các bác đăng tính năng này nhé. Cái gì lây lại bình này thì nó sẽ tái tạo lại những cái con ion của cái bình này. Đấy, nó chỉ có đơn giản là như thế thôi. Đấy, để cho bình nó bền hơn, dùng nó sẽ tốt hơn thôi. Đây. Đấy, là nó sẽ tái tạo lại bình. Còn các bác sẽ có sẽ sạc này. Sạc thì nó sẽ đây. Đấy, đầy pin là sẽ tự ngắt nhé. Đầy pin full này, full tự ngắt luôn này. Đấy, full off luôn. Đấy, nó rất là an toàn luôn nhé. Đầy pin full off tự ngắt. Đầy pin full off tự ngắt. Đấy, và đây, nó xuống pin cái là nó lại tự sạc cho các bác. Đấy, cái bình ắc quy này nhà em là chuyên test nên là nó cũng kém rồi. Nó cũng kém rồi nhé. Đó, hàng này cực kỳ xịn sò luôn, 12V 8A đến 24V 4A. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã sạc 8A. Sạc bình 8A nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 360k. 360k và bên nhà em bao ship. Sạc 8A này. 360k. Sạc 8A 360k nhé. Và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này. Xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo nữa này. Một con này thì siêu to khổng lồ luôn. 12V 6A đến 12V 12A đến 24V 4A. Mạch MCU chống ngược cực. Cảm biến tất cả các thứ đầy đủ. Đấy, sạc bình ô tô, xe máy to bé đều sạc được thoải mái nhé. Đây, em sẽ bóc ra các bác. Siêu to khổng lồ luôn. Và con này có một cái điều lưu ý cho các bác, đó là các bác phải cắm điện vào. Các bác chọn chế độ trước nhé. Cắm điện vào này. Này, ví dụ các bác chọn chế độ trước. Đây là bình ắc quy này. Em để cái bình này thì tí nữa em test cho các bác cái bình to nhé. Đấy, các bác chọn trước chế độ này để em bình bé trước nhé. Con này bình bé cũng có thể sạc được này. Đấy, modem chạy luôn này. Đấy, tí nữa sẽ tự tính điện và nó sẽ hiển thị lên màn hình cho các bác. Cực kỳ xịn sò luôn. Đó. Còn khi mà các bác đã chỉnh rồi nhé, là không thể ấn được nữa. Đấy, các bác phải bỏ khỏi cái bình ắc quy này, này. Đấy, thì các bác mới ấn được. Đấy, phải bỏ qua khỏi bình ắc quy các bác mới tự ấn với lại ấn được. Đấy, nó sẽ chọn cho các bác này. Đấy, tự động sạc. Rất là xịn sò luôn đây. Còn em sẽ ra cho các bác bình to luôn. Đây, bình to đây nhé. Bình 150Ah này. Đấy, em sẽ kẹp vào luôn này. Em sẽ kẹp vào luôn. Đấy, nó đã đầy pin, con này đã đầy pin nhá, nên là nó sẽ không nhận điện nữa nhé. Đó, thì em sẽ bỏ ra để em vào cái chế năng chế độ khử xung phát cho các bác này. Này. Đấy, chế độ khử xung phát này. Đầy pin là nó sẽ tự ngắt nhé. Cái dòng này là đầy pin nó sẽ tự ngắt nên là nó rất là an toàn. Tí ngược cực. Tí nữa thì ngược cực. Ngược cực thì nó cũng không sợ đâu, tại vì con này có mạch MCU. Này. Này nó pull này. Đấy, và nó sẽ tái tạo lại bình này, Z. Đấy, là không phải là nó xả hết điện đi đâu mà nó sẽ tái pin nó vẫn đầy nhưng mà nó sẽ tái tạo lại cái vòng trong của cái này. Đó, tức là con này có thể sạc được bình to, bình bé đều ok hết. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác điện 110 đến điện 240V này. Đấy, hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã sạc bình 12A. À, 12A, giá của nó bên nhà em sẽ có mức giá đó là 500k bên em bao ship. Sạc 12A 500k bao ship. Đây để em ghi giá vào đây. Sạc 12A này. 500k. Bao ship đấy. Bình to nhé, bình to như cái bình này nhà em còn sạc được thì các bác yên tâm luôn. Đấy, nhưng mà những cái dòng sạc cái bình to này thì nó ít, con này là 150Ah mà cái này nó có thể gồng lên được đến đây cũng có thể một đến lên 200 cơ.
Đây là tối, đây là mực mức tiêu chuẩn của nó là 150 nhưng mà nó có thể gồng lên đến 200A cho các bác này. Rất là xịn sò luôn nhé, hàng nội địa Nhật. Một cái mã tiếp theo này. Một con này thì siêu to khổng lồ rồi. Con này thì nó sẽ có các bác là các cái chức năng như sau, em sẽ giới thiệu chức năng trước nhé. Đây, đầu tiên là ô tô này, xe máy này, bình ắc quy này, pin lithium này, relay đại bình này, và kích nổ xe ô tô. Và con này có thêm cái chức năng kích nổ xe ô tô nữa nhé. Đấy, hàng này cũng là Forsup. Forsup thì nó là một tập đoàn sản xuất những cái dòng linh kiện điện tử sạc bình ắc quy như này rồi. Đấy, và đây thông số của nó đây. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác điện 100 đến điện 240V. Mắc công suất của nó lên đến 350W. Mắc công suất của nó cực kỳ cao luôn nhé, lên đến 350W nhé. Hàng này thì sử dụng cho các bác là sạc 12V 6A đến 24V 4A, 200Ah thoải mái này. Những cái bình ắc quy này thì thừa sức luôn. Đó, thì con này thì đây, em sẽ chọn vào cái chế độ phím cơ. Con này là phím cơ. Ví dụ bác nào muốn kích nổ ấy, thì đây các bác chọn vào chế độ này. Cắm vẫn cắm điện nhé, vẫn cắm điện. Các bác kẹp vào cái bình ắc quy và các bác đè. Và các bác đè xe, là xe các bác sẽ đủ điện để đè. Đấy, để các bác chạy đến gara hay là cái gì, con này cũng rất là tiện. Còn bình thường thì các bác xì sạc thôi thì đây. Các bác cho em là em để cái bình ắc quy to nhé. Bé thì sạc thoải mái rồi. Đây, để em lấy cái bé ra để em test cho các bác. Không lại một số bác bảo là cái bình này to thì bé có sạc được không? Thì to bé nó đều sạc được nhé. To bé của nó đều sạc được. Đấy. To nó còn sạc được thì cả là bé. Đấy, nó đều sạc được nhé. Bình bé nhé. Bình bé đây. Bình bé sạc được. Đó. Bình bé sạc được nhé. Đấy, đầy pin là tự ngắt. Đấy, đầy pin tự ngắt này. Đầy pin tự ngắt nhé. Rất là tiện luôn. Con này đầy pin rồi mà. Và con đây. Bé sạc được thoải mái nhé. Đầy pin cũng vẫn ngắt nhé. Còn con to đây. Full luôn. Đầy pin tự ngắt. Báo full luôn. Đấy. Nó sẽ tự ngắt cho các bác. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Rất là xịn sò. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 850k. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 12, sạc 25A. Sạc 25A nhé. Con này thì nó nhìn nó hầm hố hơn, nó to hơn. Đấy, cực kỳ xịn xò luôn. Sạc bình to, bình bé đều ok. Sạc 25A, giá của nó sẽ là 850k và bên em bao ship. Đấy, cái màu sắc này các bác thông cảm nhé, nhiều khi là không chọn được màu sắc đâu. Sạc 25A này, 25A, 850k, bao ship. Đó, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể hỗ trợ em một nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của bên nhà em nhé. Thì bên nhà em lại về thêm cho các bác một cái dòng bếp từ. Bếp từ ăn lẩu Panasonic, mùa đông thì đến rồi. Thì nói chung là cái nhu cầu ăn lẩu thì rất là cao. Thì cái dòng này thì rất là ok luôn nhé. Đây, em sẽ xin đi vào chi tiết cho các bác. Đó là đầu tiên nó sẽ là một cái bếp Panasonic như này, và một cái nữa đó là một cái quà tặng kèm theo, đó là một cái nồi. Chọn bộ của nó này nhé các bác nhé. Đấy, chọn bộ của nó như thế này, hàng của Panasonic. Hàng này thì còn nguyên hộp thôi nhé. Con này thì công suất của nó thì lên đến được 2000W. Công suất của nó lên đến 2000W này, điện sử dụng điện 220V. Kích thước của nó là 31cm nhân với 172 nhân với 38, để em đo chi tiết thực tế luôn nhé. Đây, bếp của nó đây. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có nguyên đai nguyên kiện như thế này. Để em bóc cho các bác. Bóc luôn. Dòng này thì dùng đun rất là ok luôn. Bếp từ mỏng như không nhé. Đấy, con này thì nó sẽ có cả quạt tản nhiệt đây. Quạt tản nhiệt này. Hàng cực kỳ xịn luôn. Nó là hàng của Panasonic. Cái dòng này thì mã này thì kích thước của nó này 28 nhân với lại 35. Độ dày của con này nó chỉ có hơn 4 phân một chút thôi. Độ dày của con này nó chỉ hơn 4 phân một chút nhé. Cái mã này thì các bác lên cho em mã bếp từ Panasonic. Hàng xịn luôn. Đun rất là nhanh lên nhiệt. Và được tặng kèm thêm một cái nồi nữa. Đấy, và tặng kèm thêm một cái nồi để các bác có thể ăn lẩu thoải mái luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã bếp từ Pana. Bếp từ Pana. Con này thì bên em đang có mức giá cho các bác đó là 660k. 660k. Bao ship.
660.000 đồng bên nhà bao ship cho các bác cái mã bếp từ Panasonic này nhé, hàng xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo này, hôm nay thì về thêm được cho các bác một số những bếp từ này. Bếp từ này, bếp từ ăn lẩu nhé. Hàng này thì hàng của Philips. Con này thì sản xuất tại Thái Lan nhé, made in Thái Lan này. Trong con bếp này thì nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái bếp như thế này, này. Và một cái bộ nồi ăn lẩu. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác nguồn điện là nguồn điện 220V. Kích thước của nó là một chiều là 31/5, một chiều dày của nó là 14.5 và một chiều ngang của nó là 390. Đấy, là 39cm. Đây, khi các bác nhận hàng là hàng đúng như quảng cáo như em này, mặt kính nhá. Mặt kính sử dụng nguồn điện 220V nên là rất dễ sử dụng luôn. Nó có cả quạt tán nhiệt này. Cái dòng này thì là giá của nó thì các bác yên tâm luôn, giá cực kỳ mềm luôn nhá. Một cái dòng bếp từ của dòng Philips này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 400k với nhà bao ship. Thì cũng có một cái điều lưu ý cho các bác một chút, đó là cái đây phần quà của nó. Phần quà của nó là cái nồi. Thì thực sự ra là cũng nhiều khi cũng không mong muốn đâu, nhưng mà trong cái lúc vận chuyển mà chẳng may nó có hơi mốt một này ấy, thì các bác hoan hỉ một tí là các bác mở ra, các bác ấn lại cho em một tí, tại nó chả ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng mà hoan hỉ cho em một chút, đây là cái phần quà, phần quà tặng kèm theo thôi. Đấy, nên là nhiều khi là nó cũng không được như ưng ý. Đây, các bác chỉ việc ấn này một tí là xong. Đó, thì là nó cũng bằng mặt thôi, nhưng mà nó vẫn kiểu là hơi xấu một tí, nhưng mà đây là phần quà, nên là các bác hoan hỉ hộ em tí nhé. Thực lòng em cũng không muốn nó như thế này. Đấy, thế nhưng mà nó mà chẳng may nó bị như này thì các bác hoan hỉ cho em một chút. Đấy, thì cái nồi này là nồi inox. Đấy, dòng này dòng bếp từ nhá. Thì những cái dòng nồi nào mà hỗ trợ bếp từ thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Nắp vung của nó, nắp vung kính này. Đấy, để các bác ngồi ăn lẩu các thứ thoải mái, ok luôn. Ở đây thì nó sẽ có các cái chế độ để các bác có thể ăn lẩu các thứ thoải mái luôn nhá. Con này thì giá mềm thôi, 400k và bên em bao ship. Nó rẻ hơn năm ngoái rất là nhiều luôn, tại vì đợt này em về không phải một thùng gì đâu, diện tích chật chỗ nên em mới để một thùng này thôi. Còn là nhà em số lượng thoải mái, các bác lấy bao nhiêu cũng được. Đấy, bao nhiêu cũng có nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bếp từ Philips, hàng sản xuất tại Thái nhé. Bếp Philips 400k. Bao ship luôn. 400.000 đồng vào bên nhà em bao ship nhé. Nhận hàng nhà em như các bác kiểm tra thoải mái nhé. Cái nồi thì không nói, còn riêng cái mặt kính này nhé, bảo đảm cho các bác là không vỡ. Đấy, bền bỉ. Cái hộp cái này bằng nhựa để nó giảm thiểu cái trọng lượng. Ấy, nó bên trong nó là vòng từ và cái mạch cảm biến của nó nên là nó cầm và nhẹ và bền. Đấy, nhẹ và bền nhé. Bếp từ Philips 400k bao ship. Cái dòng chảo nữa này. Đợt này lại về, con này thì còn nguyên hộp luôn. Cái con này thì còn nguyên hộp luôn nhé. Hàng của thương hiệu Seki. Seki. Tất cả cái chảo như em ấy thì đun được bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại đều đun được tất. Con này thì size của nó là 26cm nhé. Đấy, con này là dòng chảo ngập dầu, nó không phải là chảo chống dính. Đấy, nó cũng có chống dính nhưng mà thực sự với các bác luôn là nó không chống dính tốt. Đấy, có nào nói vậy nhé. Để các bác chiên rán các thứ thì con này thì thoải mái luôn. Đấy, xào nấu thì con này chảo xào thôi. Đấy, thì nó là ok. Con này thì nó là chảo inox, đun bếp ga, bếp từ đều được. Nó ngoài ra thì nó có thêm cho các bác đó là một cái để các bác có thể vớt dầu mỡ này. Vớt dầu mỡ các bác vớt lên đây này để mà nó dốc dầu mỡ, rán giết các thứ này. Đấy, cán các thứ của nó rất là chắc chắn luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Em đo cho các bác size luôn này. 26 rồi này. Độ dày của con này nhé, độ sâu của con này nó sẽ rơi vào tầm 9 cm. Hơn 9 cm. Nó 9.3, nó tầm 9.3. Không chắc chắn 100% nhưng mà nó tầm 9.3 cm đến 9.5. Hàng đẹp. Tay cầm các thứ này rất là ok luôn. Hàng còn nguyên hộp luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seka. Hàng của Japan nhé. Cực kỳ ok luôn, hàng Japan. Giá của con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. 350k ở bên em bao ship nhé. 350k, các bác lên cho em mã này, mã chảo Seka. Chảo Seka 350k bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng của shop em dân thì các bác cứ yên tâm một điều, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đó, nên là các bác cứ yên tâm, hàng đảm bảo cho các bác chất lượng thì thôi. Đợt này thì bên nhà em lại về thêm rất là nhiều những mẫu chảo các bác nhé. Chảo Nhật này. Con này thì nó là chảo hàng của nội địa Nhật. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai nhé. Hàng nội địa Nhật này. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Nó sẽ có 3 size. Tí nữa em sẽ ghi vào chi tiết cho các bác. Đầu tiên thì nó là sẽ là có size 20. Đấy, nếu bác nào mà bây giờ là ít người gia đình ấy. Đấy, 2-3 người thì các bác dùng con này.
thoải mái luôn nhé. Những cái dòng này thì em cam kết với các bác luôn là chống dính cực kỳ tốt luôn. Đấy, riêng cái mặt chống dính này thì các bác thoải mái luôn. Hàng chống dính cực kỳ tốt luôn. Hàng của nó đây, thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai, hàng của nội địa Nhật nhé. Đấy, con này thì nó bằng nhôm đúc 4 lớp nên là nó rất là bền luôn. Cán kiếp các thứ của nó đây, không lung lay luôn, rất là xịn sò luôn nhé. Cái độ dày của nó này, đây, cái độ dày của nó đây, nó sẽ là con này nó bé thôi nên là nó sẽ là khoảng 4,8 cm. Và miệng của nó là con này là lọt lòng nhé. Nếu mà người ta tính sẽ tính là lọt lòng của nó là 20, còn phủ bì của nó thì nó sẽ hơn, phủ bì của nó sẽ là 2,8, tức là mỗi cái thành này dày 4 ly. Mỗi cái thành này dày 4 ly nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, con này thì bên nhà em con chảo 20 thì bên nhà em đang có mức giá đó là 280.000 đồng. Đó. Tí nữa sẽ giá combo của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nhé. Còn đây là con chảo 24 này, đây là 24,8 này. Đấy là cái độ dày của nó. Con này cũng thế này. Nhôm đúc 4 lớp, độ dày của nó là 7 phân. Con này là 7 phân. Đấy, cái độ dày của cái chảo này. Đấy, các bác có thể ví dụ là nấu mướp các thứ để trên này vẫn được. Thoải mái luôn. Nhà em thì đang dùng con 28, thế nhưng mà con này cũng rất là ok. Tại vì nhà em cũng là hay nấu nướng và nấu nhiều. Đó. Con này thì giá lẻ của bên nhà em là 330.000 đồng. 330.000 đồng nhé. Và một con nữa này. Một con chảo 28 cm. Đấy, hàng của nội địa Nhật nhé. Đây này, bên trong này của nó này. Còn nguyên đai nguyên kiện. Hàng này thì là hàng của nội địa Nhật và gửi từ siêu thị Nhật gửi về nên là các bác có thể yên tâm luôn, hoàn toàn yên tâm. Đấy, hàng của nội địa Nhật. Con này thì đây, rất là dày dặn luôn, đo luôn cho các bác. 28 cm này, 28,8 phủ bì này. Đấy, độ dày của con này của nó này nó sẽ là 7,8. Con này thì bên nhà em đang bán lẻ với mức giá đó là 350.000 đồng. 350.000 đồng nhé. Còn khi các bác mua hai con, ví dụ như hai con này là 330 với 350, đấy là thành 680, thì sẽ giảm ngay cho các bác đó là 50.000 đồng. Khi các bác cứ mua một cặp chảo như này, khi các bác cứ mua một cặp chảo như này là sẽ được giảm ngay 50.000 là một cặp. Đó, giảm ngay 50.000 một cặp, bất cứ cặp nào cũng thế. Còn khi các bác mua combo ba cái chảo như này, giá chỉ còn ba cái chảo là 20, 24 và 28, thì giá của nó sẽ chỉ còn là 850.000 đồng một combo ba chảo. 850.000 đồng một combo ba chảo nhé. Giá thì cực kỳ ok luôn nên là các bác yên tâm luôn. Đấy, hàng nhập giá rẻ luôn nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các nhé. Hàng thì đảm bảo chất lượng, nhận hàng nhà em dân nhé, thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác cũng phải thanh toán nhé, nên là hoàn toàn có thể yên tâm luôn nhé. Một cái mã tiếp theo này, một cái bộ rau Groban này, hôm nay giá của nó sẽ thanh lý nhé. Con này thì còn một ít thôi, ở đây còn vài bộ nữa, hàng thì còn nguyên hộp, hàng còn nguyên hộp nhưng ở đây em đã bốc sẵn ra cho các bác rồi. Đấy thì sẽ thanh lý cho các bác với mức giá cực kỳ ok. Cái này là chưa lau nhé. Thì ở trong bộ dao này thì nó sẽ gồm có một con, đầu tiên nó là một con dao chặt để các bác mà chặt gà chặt vịt ở trong gia đình thì rất là ok luôn. Đấy, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Groban này, hàng Japan, hàng xịn luôn nhé. Tay cầm cán, tay cán thì chống chân trượt nhé. Cán của nó là tất cả dao đầu toàn là cán liền thân hết nên là các bác yên tâm. Tổng kích thước của nó sẽ là 31.5, bản của nó là 8,3. Thứ hai đó là một con dao thái bản lớn. Con này thì thái những cái bản lớn, nói chung là mặt cắt cắt lớn thì rất là ok luôn. Nó gần giống con dao chặt nhưng mà các bác phải lưu ý nhé. Đây, con thái bản lớn của nó sẽ là G, mã của nó sẽ là G49 này. Đấy, thì các bác lưu ý con này nếu mà các bác quăng ra chặt ấy thì nó sẽ bị cong lưỡi. Con này không chặt được, con này chỉ là thái thôi nhé. Đấy là lưu ý cho em một chút là như thế. 29. Bản của nó là 8,3 cũng bằng nhau. Một con dao thái này. Một con dao thái em đo kích thước cho các bác, tí nữa em sẽ báo giá nhé. Giá thanh lý, giá cũ đang là 850 nhưng thanh lý cho các bác có yên tâm luôn là giá rẻ luôn. Còn vài bộ nữa thanh lý cho nó nốt đi. 30 này. Bản dao chỗ to nhất của nó là 4,8. Một con dao gọt trái cây thôi, con dao gọt trái cây thì nó nhỏ bé nhé, thì khỏi phải đo nhé. Một con dao gọt trái cây này, một cái liếc mài dao này. Đấy, ví dụ dao các bác cùn thì các bác liếc mài. Một cái kéo cắt thực phẩm.
và một cái hộp đựng dao. Cái hộp đựng dao này thì ở dưới chân nó hở nhé, nên là các bác để gần chỗ bàn bếp ấy, thì khi mà ví dụ mà các bác vừa rửa dao xong, nước các bác ấy thì các bác bỏ đây thì nước nó sẽ róc xuống bên dưới nhé, và nó sẽ không gây ra ven gì hay là các thứ gì đâu. Vì lại hộp bằng inox nên là các bác không phải lo. Con này thì đang có mức giá trước cũ là 850, hôm nay em thanh lý cho các bác với mức giá đó là 750k. Thực ra là còn có vài bộ thôi, thanh lý nốt cho các bác. Giá cực kỳ rẻ luôn, để thực ra là về để nhập còn quay vòng nhập hàng lô mới. Bộ dao Nhật đúng như hình này luôn, thanh lý cho các bác với mức giá đó là 750.000 đồng, 750k, và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé, nên là các bác yên tâm, hàng đẹp và chất lượng luôn. Cái mã tiếp theo này, máy hút bụi. Máy hút bụi này, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đồng, và một cái dây cáp sạc, và một cái dây cáp sạc này để các bác về các bác cắm sạc vào cục sạc điện thoại, và các bác cắm sạc vào cái ấy. Con này thì rất là xịn sò luôn nhé, hàng còn mới luôn. Con này mà các bác hút bàn thờ thần tài, bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ tôn giáo ấy, đạo nào cũng thế, cũng bàn thờ chúng ta cũng cần vệ sinh sạch sẽ, thì con này rất là ok luôn. Đây, rất là xịn sò, hút rất là khỏe luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 200k, và bên nhà em bao ship. Bên con này nó vừa hút này, nó có đầu hút này, và ở đây nó có cả thổi luôn này. Đây, thổi các bác có thể thổi bé ở những cái khe cửa, các bác đều có thổi được. Đấy, to bé các bác đều có thể thay vào được. Đấy, các bác thấy cái tốc độ phồng của cái túi này là các bác biết rồi, hàng chất lượng luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio nhé, hàng nội địa Nhật. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 200k, và bên nhà em bao ship 200k bao ship cho các bác luôn. Đây, một cái sản phẩm đèn laser giới thiệu cho các bác này, hàng cực kỳ xịn sò nhé. Con này thì nó sẽ có đầy đủ bộ để cho các bác sử dụng. Nó sẽ sử dụng theo cái dòng nó là cáp sạc USB, để các bác về các bác cắm sạc vào, cắm như kiểu là cắm sạc điện thoại, cắm kiểu bóng điện ấy. Đấy, các bác cắm vào. Này, ở đằng sau này có cái lỗ, các bác cắm vào. Và ở đây nó sẽ có một cái đầu dây để các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại, hoặc là cục sạc dự phòng của các bác này, hoặc là trên ô tô ấy, các bác cũng có cái đó. Đây, hết pin này. Cái đèn cái hết pin các bác nhé. Đấy, nó như cục sạc dự phòng ấy, thì các bác cứ cắm vào là các bác sử dụng thôi. Đây, này thoải mái pin rồi. Đấy, và các bác bật đi. Đấy, on này. Đấy, rất là nhiều tia, để em tắt điện đi một tí nhé. Thì để các bác có thể nhìn thấy, nó ban ngày nó vẫn rất là sáng, nhưng mà đây các bác có thể nhìn thấy này, nó rất là đẹp, múa tia rất là đẹp luôn nhé. Đấy, nó có thể chuyển đổi ra các bác cho nhiều tia. Và con này đây, em nói thì nó sẽ nhấp nháy, em nói sẽ nhấp nháy này. Con này nó sẽ có cảm biến âm thanh, nó cảm biến âm thanh nhé, để các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đây, các bác bật nhạc đi trong phòng hát các thứ thì rất là ok luôn, hoặc là bác nào đang quẩy ở trong nhà thì rất là tiện lợi. Mà những ngày lễ, ngày Tết ý, ngày Trung Thu ý, thì chúng ta bật nhạc ý, thì cái này nó sẽ múa theo nhạc, để cái này trong nhà rồi các bác dọn nó ra sân ý. Đấy, đây các bác để trong nhà, hoặc là để chế độ này các bác dọn nó ra sân này, đó rất là tiện. Hoặc là các bác có thể để chế độ cảm biến âm thanh ý. Đấy, để vào cái chế độ cảm biến âm thanh đó, thì ví dụ là đêm mà thằng nào nó vào trong nhà mà nó có tiếng động ý, thì cái này nó sẽ nhấp nháy là cũng sợ đấy. Đấy, chứ không phải là không đâu, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy tia cực kỳ ok luôn nhé, đó rất là đẹp, múa rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cái remote điều khiển để các bác có thể điều khiển thoải mái luôn, để các bác có thể điều khiển thoải mái. Hàng này thì cực đẹp, cực chất lượng luôn. Đây, remote của nó đây, tắt này, bật này. Đấy, thì cái remote này các bác phải đứng đằng trước này thì các bác mới bật được nhé. Chuyển chế độ này. Đấy, thì nó rất là nhiều cái chế độ đây, âm thanh chớp chớp thì. Đấy, rất là nhiều chế độ, mà chế độ toàn chế độ đẹp nhé. Giá con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 350k nhé, 350.000 đồng, và bên nhà em bao ship. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã đèn laser trang trí nhé. Đèn laser trang trí 350.000 đồng, bao ship cho các bác toàn quốc luôn. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng điều khiển của điều hòa Panasonic. Tất cả các dòng điều hòa Panasonic thì đều có thể sử dụng thoải mái luôn, full chức năng luôn nhé.
con này thì các bác có thể dùng được tối đa tất cả các cái chức năng của cái điều khiển. Đây các bác có thể dịch này. Đấy, các cái chế độ này, thủ công này, đấy, mạnh mẽ này, dài này. Bên ngoài này thì rất là đơn giản thôi. Bên ngoài này là các bác sử dụng thường xuyên này, thì nó có này, làm mát này, hay là chế độ là bình thường mát này, hút ấm này, sưởi ấm này. Đấy là điều hòa, dùng cho điều hòa hai chiều này, tắt đi này, tự động này. Đấy, và đây là tăng giảm nhiệt độ. Đấy, rất là tiện lợi luôn và rất là dễ sử dụng. Còn bên dưới này thì nó những cái chức năng chuyên sâu để các bác có thể chỉnh chuyên sâu. Đó, thì thường thường là chúng ta cũng không cần dùng đến những cái này. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác đó là pin. Pin của nó là hai viên pin AA ở đây. Đây các bác có thể sử dụng thoải mái. Nói chung là những cái dòng này thì nó rất là dễ sử dụng. Để em lấy pin ra lắp vào cho các bác xem luôn. Đây các bác lắp pin vào thôi. Đấy nó sẽ hiển thị này. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ có pin biết các thứ cho các bác rồi. Các bác lên nhé, bật điều hòa cho em luôn. Cứ điều hòa nhận tít cái là được, bấm phát tít cái được. Nhưng mà nó chỉ dùng cho Panasonic thôi nhé, nó chỉ dùng cho Panasonic thôi. Hàng này hàng của siêu thị Nhật xịn nên là các bác yên tâm luôn. Đẹp luôn. Đó, giá của nó thì bên em đang có mức giá đó là 300. Đấy, bật lên nó sẽ hiển thị này, nhiệt độ các thứ này. 300k với anh em bao ship. Đấy, còn đây là các bác muốn chỉnh gió này thì đây này. Đấy, chỉnh gió này. Chỉnh cái cờ gió này. Đây là chỉnh cái cánh vẫy này, vẫy sang hai bên này. Còn đây là tốc độ gió này. Đó, thì các bác tùy chỉnh. Cái này là các bác tùy chỉnh nhá, cho nó dễ nhé. Đó, thì chỉ chúng ta chỉ cần 1, 2, 3 nút này này. Và bên ngoài là ok rồi, không cần phải cái gì chuyên quá chuyên sâu. Và đây là tắt. Và đây là tắt, thế thôi. Đơn giản, 300k bao ship, điều khiển điều hòa Panasonic. Cái mã tiếp theo này, một cái dòng mic không dây này. Lần này về số lượng cực kỳ nhiều luôn cho các bác luôn. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Sure. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó sẽ là nguyên hộp như thế này. Đây, bên trong của nó đây. Mic rất là ok luôn nhé. Hàng của USA của Mỹ. Sure này. Con này thì đây các bác xoáy vào. Xoáy ra các bác lắp pin vào đây. Pin của nó cũng sẽ cho các bác 3 cục nhé. Các bác lắp pin vào này. Bật nguồn lên này. Đó. Và các bác ở đây là có một cái nguồn, có một cái cục chuyển đổi này. Đấy, thì các bác cũng tháo ra. Các bác lắp pin vào và các bác sử dụng thôi. Đấy, và các bác cắm vào cái này vào cái chỗ cái chân của cái âm ly loa đài ấy. Đấy, và con này thì nó có thêm một cái đầu chuyển đổi cho các bác nữa này. Đấy, chuyển đổi sang đầu chuyển đổi nữa. Đấy. Rất là tiện luôn. Rất là xịn sò. Ba cục pin nhé, tương ứng với lại một cái này với hai cái mic, còn đây là cái on off này, các bác bật lên. Đấy là nó sẽ tự kết nối, nó sẽ tự kết nối tần số với nhau và các bác chỉ cần cắm vào là được, còn đây là tắt. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác đó là hai cái dây cáp sạc thôi nhé. Đấy, hai cái dây cáp sạc thôi. Và các bác dùng xong thì nếu mà lâu các bác ít dùng thì các bác nên bỏ ra, còn nếu mà các bác dùng nhiều thì các bác hẳn để im ở trong đó. Tại vì làm sao cái những cái dòng pin này nếu mà các bác để lâu các bác không dùng thì nó sẽ chảy nước. Đấy, pin nào cũng thế. Thế nên là các bác lưu ý là như thế. Còn bật dùng xong các bác tắt nguồn này. Con này rất là ok luôn, em lại quên mất không chuẩn bị cho các bác cái loa để test cho các bác. Nhưng hàng này dùng rất là ok. Nhận hàng em ý thì các bác lắp pin vào và các bác thử thoải mái luôn. Và con này thì nó có cổng sạc đây này, hết pin các bác có thể tự sạc ở đây được. Dòng này thì ok luôn. Con này bên em đang có mức giá của nó sẽ là 550.000 đồng. 550k một cái dòng mic karaoke không dây. Đấy, mic karaoke không dây. Bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn, hàng của Sure, hàng của Mỹ. Đây cũng có một số bác bảo là để em xoáy cho các bác cái đầu này ra luôn. Rất là ok luôn nhé. Đây, lọc âm với lọc bòn bọt, nước bọt các thứ này. Xịn, chất lượng, bắt âm tốt. Mic Mỹ, mic không dây Mỹ, 550k bao ship. Cái mã tiếp theo, một cái mẫu đốc sạc pin Lico Kala. Con này thì có 4 pin, loại 4 pin và loại 2 pin. Thì em giới thiệu cho các bác loại 4 pin trước nhé. Con này thì các bác có thể sạc được những cái dòng pin bé. Đấy, pin sạc nhé, tất cả các dòng pin sạc. Con này thì sử dụng điện này 110 và 240V đều ok. Đây, các bác cắm vào đây. Và các bác cắm điện nào cũng được, 110 hay 240. Con này thì sử dụng pin 18650, các thứ đều rất là ok luôn. Các bác đặt vào, vừa khít luôn này. Đấy, vừa khít luôn nhé. 18650 đều có thể sử dụng rất là ok luôn. Hoặc là những viên pin to hơn nữa này. Đấy,
thì các bác đều có thể sử dụng được, đều có thể sạc được nhé. Đấy, pin pin này là pin 26650 các bác cũng có thể sạc được. Đấy, 26650 các bác có thể sạc được. Và những cái pin béo hơn như kiểu là pin tiểu, pin AA ấy, những cái pin của máy trợ thính, máy trợ tim ấy, thì các bác đều có thể sạc được thoải mái luôn. Con này thì nó là đốc sạc xịn Licocala 4 pin. Dòng này thì nó là sử dụng cho các bác đó là điện 100, điện 240V đều ok. Tất cả các cái thông số của nó đây. Đấy, thì các bác xem con nào mà ví dụ pin của các bác nó phù hợp thì các bác có thể sử dụng. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, các cái loại pin này này, 26650 này, 20750 này thì rất là ok luôn. Con này là 26650 đều thoải mái nhé, đều các bác đều có thể sạc được. Và cái đốc sạc Licocala này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 350.000 đồng. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Đấy, hàng xịn sò luôn, chất lượng nên là các bác yên tâm. Một cái mã nữa này, một cái đốc sạc Licocala 2 pin. Con này thì nó sẽ khác một chút nhé. Con này của nó sẽ khác một chút, đó là con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái dây này và một cái đốc này của nó. Cái đốc này của nó thì nó cũng sử dụng cho các bác là được 2650 được này. Đấy, thì con này có một cái cực kỳ hay, đó là ví dụ mà hết pin các bác có thể nó lấy nó ra làm sạc dự phòng. Lấy nó ra làm sạc dự phòng để các bác sạc điện thoại. Đấy. Và con này thì các bác có thể sạc một phát 2 pin đều được. Rất là tiện lợi luôn nhé, pin to pin bé đều thoải mái luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 200k và bên nhà em bao ship. Đấy, đốc sạc Licocala 2 pin 200k và bên nhà em bao ship nhé. Cái này các bác về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại hoặc là cái ổ USB nhé. Hôm nay thì shop nhà em lại về thêm một số mẫu đèn thờ pha lê mới này. Đây là đèn thờ pha lê ngũ sắc, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy tự sẽ đổi màu, tự bông hoa pha lê này sẽ đổi màu thân của nó đây. Này em sẽ cầm một cái lên giới thiệu cho các bác nhé. Hàng cực đỉnh luôn, hàng cực đẹp luôn, để các bác có thể trưng lên bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên thì đều được. Hoa ngũ sắc thì tượng trưng cho rất là nhiều những cái điều phong thủy tốt đẹp, cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Đấy, các bác trưng một cái này lên bàn thờ thì ý nghĩa tâm linh phong thủy rất là ok. Ở cái mẫu này thì bên nhà em có mẫu cao và mẫu thấp, em đang cắm cho các bác là mẫu thấp trước nhé. Đây để em đo cho các bác rồi em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu cao sau. Con này thì nó sẽ là cao là 18 nhất lộc. À, cái gì nhỉ, 8 là phát bát, bát tiền bát vàng. Đó, số rất là đẹp luôn nhé. Và hàng này thì nó sẽ là lên hoa, lên hình, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, khi mà các bác nhận hàng, các bác về các bác sử dụng thì sẽ đúng như này. Khi mà các bác về nhé, các bác cắm là các bác lưu ý là cắm con này cho điện một phát là hai cái nó bằng nhau, nó cùng nhau thì hai cái nó sẽ lên màu cùng nhau nhé. Còn nếu mà các bác cắm lệch thì hai cái nó sẽ ra màu trước, cái nó sẽ nhảy màu sau như thế này. Đấy, thì đấy là một cái điều lưu ý. Còn ở trên thân này nhé, thân này nó cũng sẽ có ánh sáng này. Đấy, hàng cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã pha lê ngũ sắc nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là một vã ngũ sắc 1 cho nó dễ đi đỡ nhầm lẫn, ngũ sắc 1 nhé. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 350k. Đây, để em ghi giá vào đây cho ngũ sắc 1 này. 350k. Và bên nhà em bao ship luôn. Các bác lên cho em mã này là mã ngũ sắc 1 nhé. 350k bên nhà em bao ship. Đó. Còn bên đây một con cao hơn nhé. Để em sẽ giới thiệu cho các bác con cái cặp bông cao hơn như này. Đấy. Đấy, cắm lệch màu phát là nó cũng sẽ đi màu khác nhau luôn nhé. Đây, các bác không muốn nhấp nháy thì ví dụ muốn chỉnh lại thì các bác nếu mà nhà các bác có điều khiển ấy, thì các bác sẽ dùng điều khiển, còn không là các bác sẽ dùng cắm này. Đấy, thì nó sẽ tự đổi màu này. Đấy, nó tự nhấp nháy, tự đuổi. Con này thì dòng này là dòng cao ngũ sắc cao này. Con này thì sẽ là cao của nó là 25cm, chiều cao của nó là 25cm, hàng cực đỉnh luôn nhé. Hàng này thì các bác yên tâm luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy, đẹp xịn sò luôn. Cái tầm này tầm cao hơn, ví dụ là ban thờ các bác bên trên thấp mà là kệ thờ các thứ thì các bác dùng loại thấp thôi, dòng thấp thôi. Nhưng mà cái dùng này thì các bác sẽ dùng dòng cao lên một chút thì sẽ đẹp hơn, cực đẹp. Đấy, hoa ngũ sắc nhé. Hoa ngũ sắc này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó là 400k nhé. Các bác lên cho em mã này, mã ngũ sắc 2 nhé. Ngũ sắc 2 400k. Ngũ sắc 2 400.000 đồng. Đó, thì các bác chỉ cần đọc cho em đúng cái mã thôi,
đúng cái mã thì là bên em không bao giờ gửi sợ các bác sợ bị gửi nhầm hay là ấy cả, nên là yên tâm luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn đấy, các bác cứ nhìn thấy màu đổi màu liên tục và hoa ngũ sắc cực kỳ đẹp. Chân của nó là chân thủy tinh, hoa của nó này, cánh hoa của nó là cánh thủy tinh và đèn bên trong là đèn ngũ sắc nên là đổi màu cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một cái mã nữa này, đây các bác có thể nhìn thấy hai bông hoa, nhưng mà em sẽ để cho các bác là một bông là vàng, một bông là đổi màu đó. Thì nếu mà ví dụ riêng cái mã này thì là các bác lại phải đọc cho em là các bác lấy màu vàng hay các bác lấy đổi màu nhé, để cho nó dễ đấy. Còn đổi màu này thì nó sẽ đổi màu từ từ, đổi màu liên tục, các bác có thể nhìn thấy cũng rất là đẹp, nó một cái kiểu mới đó. Đấy, màu đỏ này, hoa sen xanh, hoa sen vàng. Đấy, rất là ok. Còn cái mã này là chỉ có một nguyên hoa sen vàng là cứ thế các bác bật ngày ngày đêm đêm. Con này thì dùng thật sự cho các bác là muôn đời luôn. Nó như kiểu là cái đèn vĩnh cửu luôn. Đấy, chẳng may ví dụ là mà các bác mà có làm gì, ví dụ là tháo ra lau chùi mà nó bị gãy chân hay là các thứ, thì các bác bầu em nhé. Bên em vẫn bán hỗ trợ, bán kèm phụ kiện của những cái dòng đèn này nhé. Đây, chân pha lê đây. Chân pha lê đó, chân của nó là chân pha lê nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây, tự đổi màu luôn này, tự đổi màu luôn. Sử dụng điện là điện 220V nhé, các bác yên tâm. Đây, hoa, hoa đang nở này, rất là đẹp. Đó, cái mã này thì nó sẽ có cái chiều cao cho các bác 19 nhé, 19cm, cao 19cm. Hàng này, đấy một bên là đổi màu. Đấy các bác lấy mã nào thì các bác cứ bầu em là ví dụ là cái này đổi màu hoặc là không đổi màu thì các bác cứ ới với em như thế. Các bác lên cho em cái mã này là mã pha lê 1. Đây chân của nó pha lê 1 bông này, pha lê 1 bông này. Thì các bác lên cho em mã này là mã pha lê 1 nhé. Cái mã này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 350.000 đồng nhé. 350k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã pha lê 1 này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này thì các bác trưng lên bàn thờ, cánh hoa sen các thứ thì nó rất là ok để các bác có thể trưng lên bàn thờ nhé. Đấy, các bác lưu ý cho em là một bên là đổi màu, một bên là không đổi màu. Đấy, không có mỗi cái lưu ý như thế thôi. Đó, hàng thì cực đẹp rồi. Đấy, không phải suy nghĩ gì cả. Hàng này các bác trưng lên bàn thờ thì rất là ok luôn. Đây là mã bé nhé, tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác những số mã to nhé. Đây, một cái cây to hơn nữa này, một cái bông to hơn nữa. Cái dòng to hơn này thì nó sẽ có điều khiển này. Đấy, cũng là một bên cho các bác là đổi màu và một bên cho các bác là hoa vàng như thế. Ở dưới chân này nhé, dưới chân này là đổi màu, dưới chân này là đổi màu này. Cái mã này thì sẽ có cái chiều cao này, hai mươi ba phẩy năm cm nhé, rất là đẹp luôn. Thì các bác lưu ý là lấy đổi màu hay là lấy cái gì thì các bác cứ bảo em thế, tại vì cái mã này là chỉ đúng ra chỉ có màu vàng thôi, nhưng mà em ghép thêm cho các bác cái đèn đổi màu vào đây để cho nó đẹp. Đấy, các bác hợp nhãn thì các bác liên hệ trực tiếp với số hotline của em đang để góc màn hình này. Các bác muốn gửi video hay là các thứ thì các bác nhắn tin vào Zalo cái số của em nhé. Zalo cái số 977, còn số 004 thì sợ nó đầy bạn bè. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Cực kỳ ok luôn này. Đấy, dưới chân này thì đổi màu này. Hoa sen đang nở này, hoa sen đang nở cực kỳ đẹp luôn đây, các bác có thể nhìn thấy nở đổi màu rất là đẹp. Đấy, các bác có thể trưng ở trong tủ hay là trên bàn thờ thì rất là ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã pha lê 2 nhé. Pha lê 2 400k và bên em bao ship. Pha lê 2 400k và bên em bao ship nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một like các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này, bên em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng chân nến này. Chân nến này thì nếu mà bác nào mà có bàn thờ Phật hay bàn thờ tổ tiên, đến lúc mà chúng ta thắp hương ấy, mà chúng ta thắp nến đầu tháng mùng 1 ngày rằm ấy, thì các bác đặt cây nến lên đây. Đấy, mà đặt cây nến lên đây nhé, nó vừa hết khu này luôn này. Đây, để em đo cho bác luôn. Thường thường thì cây nến thì chúng ta cũng không bao giờ dùng cây nến quá to đâu, cây nến không dùng đến cây nến nào quá 4 phân đâu. Nhưng mà đây có đầy đủ luôn nhé. Con này thì nó sẽ có cái chiều cao cho các bác này. 9,5cm. Chiều cao là 9,5cm nhé. Đó, cây nến này là cây nến thấp. Cây nến là cây nến thấp. Các bác cắm thấp cây nến trên hoa sen rất là đẹp luôn nhé. Trên này thì các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, mạ đồng cực kỳ ok luôn nhé. Cực kỳ ok và cực kỳ đẹp luôn cho các bác luôn này. Đó, các bác lên cho em cái mã này là mã cây nến thấp nhé. Cây nến thấp này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 200k. 200k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã chân nến thấp này. Chân nến thấp 200k. 200k này là một cặp nhé.
200k này là một cặp chứ không phải là một cái đâu. Tính ra là mỗi cái chỉ có 100.000 đồng thôi, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Các bác để lên trưng lên bàn thờ ấy, mang đến sự yên tâm này, đẹp này và tâm linh đấy. Các cụ lại phù hộ cho con cháu là làm ăn phát tài phát lộc. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Còn đây là một cái chân nến cao, cái hoa sen này nó sẽ nở rộ hơn. Đấy, nó sẽ nở rộng hơn để các bác cao thì các bác nhiều khi là các bác thắp những cái nến nó cao hơn thì rất là đẹp. Cái dòng này thì sẽ có cái kích thước. Đây, để em đặt, để em đo luôn cho chính xác. Đó là 14,5 cm. Cao 14,5 cm các bác nhé. Đấy, cái này cũng là bán cho các bác là một cặp. Cái này cũng là một cặp luôn này. Đấy, chân nến này. Chân nến này một cặp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé các bác, để nến đây. Nhiều khi thực sự với các bác luôn, nói để bỏ gì nhé, nhưng mà khi mà các bác thắp nến ý, thắp nến đầu tháng ý, thì khi mà nó đã cháy đến đây thì sẽ không bao giờ sợ bị hỏa hoạn. Đấy, đây là nói thật. Và nó mang đến yếu tố tâm linh cực kỳ đẹp luôn. Hoa sen thì phát tài phát lộc. Cái hoa sen này mang rất là nhiều ý nghĩa rồi. Các bác lên cho em mã này, mã chân nến cao nhé. Giá của cái chân nến cao này là 240.000 đồng một cặp này. 240k. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã chân nến cao 240k. Đấy, chân nến thấp và chân nến cao nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này, một cái đèn pha lấy đuôi công này. Đây các bác nhìn thấy con công này, rất là đẹp luôn này. Đó, tam công. 1 2 3 con, tam công. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Trên này. Đây các bác có nhìn thấy. Đấy, cánh hoa rất là đẹp. Cánh hoa rất là đẹp này. Cực kỳ xịn sò luôn nhé. Cái con công ở dưới này thì nó sẽ có đổi màu nhé. Cái đèn ở dưới này sẽ là đèn đổi màu nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và xịn sò luôn nhé. Đó, và cái mã này thì sẽ có cái mức chiều cao cho các bác. Đó là 20 cm. Cao 20 cm nhé. Các bác lên cho em mã này là mã đèn đuôi công. Đèn đuôi công nhé. Đây, cái này là tất cả là bán theo cặp nhé. Tất cả em sẽ bán là cặp, một cặp hai bông. Là giá sẽ là 300.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã đèn đuôi công 300k và bên nhà em bao ship. Hàng cực kỳ ok luôn đây. Bên dưới này có, các bác có thể nhìn thấy đổi màu này, cực kỳ đẹp luôn này, để các bác đặt lên bàn thờ. Đấy, đặt lên bàn thờ thần tài, đặt lên bàn thờ gia tiên thì rất là ok luôn. Đây, bên này thì là một cái dòng đèn kim cương này. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Này các bác có thể nhìn thấy, cực kỳ đẹp. Con này thì ở bên chân, dưới chân nó sẽ không có sáng nhé. Có sáng không nhỉ, để em kiểm tra lại. Không có sáng, dưới chân sẽ là không sáng ở dưới chân nhé. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn này. Hoa trên này, đấy, như ngọn nến luôn. Như ngọn nến các bác thắp ở trên bàn thờ thì sáng liên tục. Sáng liên tục nhé. Đấy, đèn này thì hình kim cương nhé. Hình những viên kim cương cực kỳ ok luôn. Mang theo cái điểm phong thủy cực kỳ tốt luôn. Là lúc nào cũng mang đến tài lộc. Đấy, kim cương đầy nhà. Đấy, hàng này thì cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy, cực kỳ đẹp và cực kỳ chất luôn nhé. Các bác lên cho em mã này. À, em xin lỗi, đo chiều cao cho các bác đã nhé. 21 năm. Tổng chiều cao đến mép này 21 năm. Các bác lên cho em mã này, mã đèn kim cương. Mã đèn kim cương 250k một cặp như này. Là hai cái và bên nhà em bao ship. Mã kim cương 250k và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã đèn tiếp theo này. Một cái mã này thì là cũng là pha lê, cũng là đuôi công. Đây, để em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác luôn nhé. Đấy, đây. Con này thì có cả chân ánh sáng luôn này. Đấy, và của nó đây, các bác có thể nhìn thấy. Thủy tinh cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ sắc sảo luôn này. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Bên trên này là hoa của nó này. Đấy, cánh hoa nở cực kỳ đẹp luôn. Các bác trưng lên bàn thờ thì thực sự với các bác luôn là cực đẹp và cực tuyệt vời luôn nhé. Bên dưới này sẽ đổi màu này. Nó đổi màu từ từ không nhé. Nó sẽ đổi màu từ từ cho các bác. Hàng cực kỳ ok luôn. Cái mã này thì em đo cho các bác cái kích thước chiều cao luôn. Kích thước chiều cao này là 30 cm nhé. Kích thước chiều cao của nó là 30 cm. Hàng cực kỳ đẹp luôn và nó sẽ đổi màu dần dần nhé. Đấy, con này thì nó là hình của kim cương nhé. Hình kim cương cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã kim cương. Kim cương 2 đi. Kim cương 2. Cho dễ, đỡ nhầm lẫn với các cái mã khác.
Đấy, kim cương này là kim cương tròn nhé. Đấy, hoặc là các bác nếu mà bác nào mà rẽ nhất ý, thì các bác có thể chụp lại màn hình giúp em. Đấy, bên ví dụ là cây này, đây em đưa lên cây này thì các bác có thể chụp lại màn hình giúp em này cho nó dễ. Đấy, để tránh sự nhầm lẫn với rất là nhiều cái mã khác, tại vì trên video như em nên rất là nhiều những cái mã đèn thờ nhé. Đấy, để em ghi cái mã vào đây. Kim cương 2. Kim cương 2, tất cả dùng điện 220 nhé. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 400k. Bao ship. Kim cương 2 400k ở bên em bao ship này. Đấy, hàng khi các bác nhận hàng nhé là đúng hình như hình này. Đấy, hoa đỏ thân các thứ đúng như hình trên video nhà em giới thiệu như nào là khi gửi cho các bác y chang vậy, nên là các bác yên tâm không sợ bảo là có đúng mẫu nhà anh gửi không. Đấy, các bác chỉ cần đọc đúng mã là nhà em sẽ có mã hình ảnh ở đây rồi và em sẽ gửi cho các bác đúng cái mã như thế, nên là các bác có thể hoàn toàn yên tâm. Và hàng nhà em nhé, các bác lại sợ vỡ, có một số bác là sợ vỡ nhưng mà yên tâm luôn, tại vì hàng nhà em là đóng thùng xốp và cho kiểm tra hàng. Đấy, cho kiểm tra hàng thoải mái nên vừa là các bác yên tâm. Đây, một cái mã nữa này, con này là vàng này. Đấy, chân công này. Đấy, hình con công này, chân công vàng này. Đấy, thì các bác có thể thích màu nào thì các bác cứ liên hệ với em. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này chiều cao cũng như con kia nhé, đo lại cho các bác cho nó yên tâm luôn. Ba mươi cm không nhỉ, cao 30 nhé, hàng đẹp đỉnh chất luôn. Đấy, và bên dưới chân này nó sẽ là đổi màu như các bác nhé, chân là đổi màu. Đấy, chân công 2 nhé, mã này là mã chân công 2 và bên em đang có mức giá đó là 400k. Chân công 2 bên em đang có mức giá đó là 400k và bên em bao ship. Hàng khi có nhận hàng là đúng như video, đúng như hình nhà em ấy đang quảng cáo trên video như nào là nhận hàng thanh toán đúng như thế. Đây, chân các thứ của nó đây, các bác có thể nhìn thấy nhé, cực kỳ đẹp luôn. Cái này bóng led thì muôn đời không bao giờ sợ bị hỏng. Đấy, dùng còn lâu mới hỏng được nên là các bác yên tâm. Chân công 2 400k bao ship. Một cái mã tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác một số những dòng đèn dầu nhé. Đây, đèn dầu đây, mã đèn dầu này bọc ra cho các bác luôn. Hàng còn mới nhé, tất cả hàng còn mới, hàng chưa qua sử dụng luôn. Tất cả này, hàng này là hàng đều là hàng còn mới, hàng chưa qua sử dụng, hàng cực kỳ nhét luôn nhé. Đây, để em sẽ bóc cho các bác. Đây, các bác về các bác đổ cho dầu đây. Các bác về các bác cho dầu đây, các bác để bàn thờ gia tiên đấy, hay là bàn thờ Phật thì đều được nhé. Rất là kín luôn nhé. Đấy, và bấc ở đây, các bác có thể chỉnh được. Rất là tiện, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn này. Con này thì nó sẽ có cái tổng chiều cao. Tổng chiều cao cho các bác khi em đo lên trên chốc này nhé, đó là 13,5 cm. Đấy, các bác lên cho em cái mã này là mã đèn dầu bé. Đèn dầu bé bên em đang có mức giá đó là 220.000 đồng nhé. Đèn dầu bé 220k và bên em bao ship luôn nhé. Đèn dầu bé này 220k bao ship. Còn đây là một cái mã đèn dầu to. Đấy, đèn dầu bé là hoa sen, còn đây là cái chậu sen luôn. Đây là cái mã đèn dầu to này. Đấy, hàng toàn bộ là hàng mới về hết. Đấy, cực kỳ đẹp luôn này. Bấc của nó đi, em để bấc ra giới thiệu riêng này nhé. Con này các bác đựng rất là nhiều dầu nhé, các bác có thể công đức ở trong nhà chùa ấy, trên bàn thờ hay các thứ đều được. Cái này rất là đẹp, cái này rất là đẹp luôn, đèn dầu này. Đấy, để các bác cho các thầy có thể thay cho các nhà chùa những cái đèn dầu khác đây. Và các bác lưu ý nhé, cái này là phải đặt đúng cái rãnh này này. Đấy, đặt đúng cái rãnh này thì nó mới khít xuống được. Đó, và các bác chỉnh. Đấy, bên trong là cánh sen này, cánh sen. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, con này là các bác lên cho em mã này là mã đèn dầu to nhé. Đèn dầu to con này thì bên em đang có mức giá đó là 250k. Đèn dầu to này bên em đang có mức giá đó là 250k và bên em cũng bao ship luôn cho các bác luôn. Một cái mã đây, quên cái chiều cao của nó nhé. 19 nhé. 19. Chiều cao của nó là 19. Còn đây, một cái em đèn điện, con này là đèn điện. Đấy, các bác bật lên này. Các bác có thể nhìn thấy này, ở cái trên đầu này nó cứ lay như kiểu là nến đang cháy. Đấy, như kiểu nến đang cháy. 24/24 nhé. Con này thì có thể sử dụng bằng pin hoặc là nếu mà các bác nào cần thì các bác muốn thắp sáng kiểu là lúc nào cũng sáng như thế thì các bác nó sẽ có cái bộ sạc. Nó sẽ có cái bộ sạc như này.
Đấy, bộ sạc điện nhé, đầy đủ cả củ sạc các thứ cho các bác. Và các bác cắm. À đây có lỗ này. Các bác cắm vào. Sử dụng điện là điện là 220V nhé. Đó, các bác cắm vào thôi. Và các bác sử dụng cái này. Là các bác cái này thì em chả biết là để làm gì, nhưng mà bật tắt thì phải. Bật tắt điện vào. Đó. Và cứ thế thôi. Cứ thế cắm, hoặc là các bác có thể thay pin. À, các bác thì thay pin đây, các bác có để ý nhé. Cái này nó tự động lay như kiểu là đang cháy. Đấy, nó rất là hay ở cái điểm đấy. Hàng này em thấy là con này cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Đó. Đấy, nó như kiểu là nến cháy nhé. Đấy, nó do cái bóng đèn và cái này ở đây. Đó, rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi và rất là xịn sò luôn nhé. Đúng như kiểu là nến đang cháy. Con này thì sẽ có cái kích thước chiều cao của nó này. Lên đến miệng này là của nó là 11cm nhé. 11cm em không tính cái lửa cháy này. Đây các bác có thể rút điện ra, các bác có thể dùng được. Con này thì sẽ sử dụng bằng 3 cục pin. Và công tắc bật tắt của nó đây. Hàng cực đẹp luôn. Hàng cực đẹp. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã đèn điện nhé. Đèn điện. Giá của mã này thì là 420k. Đèn điện 420k và bên em bao ship luôn nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nó bằng khối này là khối thủy tinh vàng. Cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Này các bác có thể trưng lên bàn thờ. Rất là tiện, rất là đẹp, rất là tâm linh. Một cái mã tiếp theo này. Bên nhà em giới thiệu cho các bác một cặp đèn thờ. Đèn thờ này là đèn thờ chữ phúc nhé. Đấy, trên bàn thờ mà có chữ phúc thì nó rất là nhiều những cái phúc lộc đến với gia đình. Con này thì gỗ gụ nhé. Cái này là gỗ của nó là gỗ gụ. Nói chung là hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác về các bác có thể chỉnh lại một chút để cho nó cân đối. Và hàng cực kỳ đẹp luôn. Trên gụ, dưới gụ, giữa chữ phúc. Hàng này thì nó là một cặp. Cái này là bán theo một cặp nhé các bác nhé. Kích thước của nó đây. Kích thước của nó sẽ là 48,8cm một cặp này. Đây, hai cái chữ này là chữ phúc này. Đấy, chữ phúc trước. Đấy, chữ phúc này. Đấy, chữ phúc trước và chữ phúc sau. Đấy, nên là các bác có thể dễ dàng để các bác có thể trang trí trên bàn thờ. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác lên cho em mã đôi đèn thờ chữ phúc. Giá của nó sẽ là 1.100.000. 1.100.000 với nhà em bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Đèn thờ chữ phúc này cực kỳ đẹp luôn, gỗ gụ, sử dụng điện 220V. Bóng đèn trong này thì nó rất là dễ thay thế. Cực kỳ đẹp, các bác có thể sử dụng ánh sáng đỏ để cho nó phù hợp với cái màu này. Hoặc là các bác muốn đổi ánh sáng màu vàng thì bên nhà em cũng có nhé. Bên nhà em cũng có ánh sáng màu vàng để cho nó phù hợp. Đấy, thực ra là cái màu đỏ này thì nó sẽ phù hợp với cái phông của nó như này hơn. Hàng cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ ok. Đèn thờ chữ phúc 1.100.000 đồng, bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo này, một cái cặp đèn thờ hoa đào. Đấy, con này thì cũng gỗ của nó cũng là gỗ gụ, nhưng gỗ một thật 100% luôn nhé, chứ không phải là ấy đâu. Và cái này các bác có thể tháo ra này, ở đây nó có cái chốt này, các bác có thể nâng ra để các bác có thể ví dụ là thay bóng đèn hay là các bác lau dọn vệ sinh. Đấy, các bác có thể lôi ra, hoặc là nếu mà bác nào không thích thì các bác có để như này cũng được. Đấy, hoặc là các bác có thể để thêm vào đây, cái này nó cũng sẽ có một bộ này sẵn cho các bác rồi, thì các bác tùy các bác thích thì có để lên, còn nếu mà các bác không thích thì các bác có thể bỏ ra. Em thấy bỏ ra nó cũng rất là đẹp. Nếu mà theo cái cặp này thì sẽ có cái kích thước, cái cặp này của nó sẽ rơi vào kích thước của nó sẽ là 45,5cm nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn, một cặp hoa đào sử dụng điện này, màu vàng này. Đây các bác nếu mà ví dụ thích đổi bóng màu vàng hay màu đỏ thì đều được nhé. Dòng này thì các bác để lên bàn thờ rất là đẹp, mùa hoa đào ấy thì nó rất là ok luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 1.050.000 nhé. Các bác lên cho em mã này là mã đèn thờ hoa đào. Đèn thờ hoa đào 1.050.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, hàng đúng như này. Các bác có thể bỏ cái này ra, em thấy nó cũng rất là đẹp. Đấy, thì tùy các bác có thể để hoặc các bác có thể bỏ. Con này thì các bác trưng lên bàn thờ rất là ok luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Gỗ vụ xịn sò 1.050.000 đồng. Một cái mã tiếp theo này. Một cái mã hoa bảy bông cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, em sẽ đưa sát cho các bác. Đấy, nó sẽ em sẽ để cho các bác là để các bác màu như này nhé. Màu như này không phải là một cây màu như này đâu, mà em để này là ví dụ là các bác lấy một cặp thì các bác muốn lấy mỗi cái một màu như này cũng được, hoặc là các bác muốn lấy là cùng một màu cũng được, thì là các bác chọn màu nào thì là em sẽ gửi cho các bác cái màu đấy. Ví dụ các bác lấy là hai cây toàn bộ là đổi màu như này
đấy, hoặc là hai cây toàn bộ màu vàng thì các bác lấy như nào là các bác báo em như thế. Đấy là em để đây để các bác chọn thôi nhé, không lại đến lúc các bác nhầm. Con này là 7 bông. Đấy, 7 bông cánh sen, cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, sen thì các bác biết rồi. À, một cái vật phong thủy tâm linh cực kỳ đẹp. Đấy, trong cái khía cạnh của Phật giáo. Hàng này thì ok, cầm này thì mã này đây. Tổng chiều cao của nó nhé. Để đo cho các bác chiều cao luôn. Chiều cao của mã này là 50 cm không? Hàng đẹp luôn này. Đấy, à, các bác có thể chọn là nguyên màu vàng. Đấy, hoặc là có thể đổi màu như này cũng rất là đẹp. Đấy, đổi màu này rất là đẹp này. Đấy thì các bác ưng cái mẫu nào là các bác cứ báo em là chốt thôi. Cái dòng này là cánh hoa sen 7 bông. Đấy, như kiểu trên chậu hoa, bên dưới chân của nó là pha lê nhé. Bên dưới chân của nó là pha lê này. Đấy, đèn hất màu lên cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò. Đấy. À, các bác lên cho em mã này là mã pha lê 7 bông. Pha lê 7 bông. Dòng này dòng VIP nhé. À, con này giá của nó sẽ là 1.550.000. Bao ship 1.500.000 thôi, đỡ phải 50. 1.500.000 mà bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã pha lê 7 bông. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Pha lê 7 bông 1.500.000 này. Hàng cực kỳ chất luôn nhé. Đấy, pha lê 7 bông 1.500.000. Các bác chọn màu nhé. Cái này riêng cái màu này thì các bác chọn chọn hộ em là màu là đổi màu hoặc là nguyên màu vàng. Đấy, cho nó dễ luôn. Chiều cao là 50 cm. Đấy, 7 bông sen, nói chung là đẹp xịn sò luôn. Pha lê 7 bông 1.500.000 đồng và bên nhà em bao ship. Cái mã tiếp theo này, một cái bộ này là 5 sen. À, bộ 5 bông. Đấy, bên dưới là đầm sen này, trong đầm gì đẹp bằng sen này. Đấy, à, có lá, có hoa, có nụ đầy đủ hết cho các bác luôn và đang chớm nở. Đấy, đang chớm nở đây, hoa đang nở này, hoa lá này và hoa nở này. Đấy, cũng sẽ có hai màu cho các bác để các bác có thể lựa chọn. Ví dụ các bác nào muốn sen nguyên sen vàng không thì ok, hoặc là muốn đổi màu thì cũng ok luôn. Nhà em cũng đầy đủ để có thể phục vụ đến các bác từ A đến Z. Và chân đây, chân đây là sáng của cái đầm sen luôn. Mã này cũng rất là đẹp. Tay sen các thứ này đầy đủ luôn. Đấy, vươn lên trong cuộc sống. Đấy, dòng sen này thì các bác yên tâm luôn là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy, hàng thì cực kỳ đẹp luôn. Rõ ràng cực kỳ ok. 5 bông sen. Cái mã này thì các bác lên cho em mã này. À đấy, xin lỗi. Em đo cho các bác cái chiều cao nhé. 52,5 cm. 52,25 cm nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã 5 bông sen. Đấy, 5 bông sen. 5 bông sen nhé. Con này giá của nó cũng sẽ là 1.500.000. Bao ship 5 bông sen 1.500.000 đồng và bên em bao ship. Đấy, hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn, đúng như mã nhà em nhé. Các bác cứ đọc đúng cho em cái mã là ví dụ 5 bông sen hay là các thứ này thì là rất là ok luôn rồi. Là chuẩn xác mã luôn. Đấy. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Hoặc là một là đổi màu, hai là các thứ nhé. Đấy, 5 bông sen nhé. Một cái mã tiếp theo này. À, một cái mã cũng là 5 bông. Cũng là 5 bông sen. Rất là đẹp luôn. Nhưng dòng này thì mã này nó sẽ cao hơn mã kia nhé. Đấy, mã này nó sẽ cao hơn cái mã kia một chút. Và thân của nó sẽ là cong. Cong uyển chuyển. Đấy, như kiểu là các cụ, các bác ấy nhà chúng ta ấy là ngoại giao theo kiểu cây tre. Đấy, đây thì cây sen. Đấy, cong ăn cong, thẳng ăn thẳng. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn. Để em đo cho các bác cái kích thước chiều cao đấy nhé. Là chiều cao cái mã này là 65,5 cm nhé. Chân rất là bề thế này, chậu rất là bề thế này. Đấy, chân chậu rất là bề thế. Các bác về các bác có thể chỉnh này. Đấy, chỉnh theo cái góc của các bác mong muốn, làm sao mà để nhìn lên nó đẹp nhất là được. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Cũng có hai màu để cho các bác có thể tha hồ lựa chọn, đó là màu vàng và màu đổi màu. Đó thì rất là nhiều bác cũng thích đổi màu. Đấy, em bán rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng có nhiều bác là chỉ thích nguyên màu vàng không. Thì các bác cứ ưng màu nào như nào thì các bác cứ ới em nhé. Những cái mã sen này thì em có thể đổi đổi cái màu bên trong nó cho các bác được thoải mái. Và đây chân của nó, đây chân của nó cũng sáng này.
cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác để trên phòng thờ của bác nó rất là uy nghiêm và rất là bề thế, hàng cực kỳ đẹp. Đấy, nếu mà bàn thờ thì các bác mà có ví dụ là hoa nó cũ rồi hay là cái mẫu cũ rồi thì trong những cái dịp tới này sắp đến cuối năm rồi thì chúng ta nên thay đổi một chút cho khí trường phong thủy trong nhà mình nó thuận lợi hơn, hàng đẹp hơn. Đấy. Và cái mã này thì các bác lên cho em mã này là mã 5 bông cong. Đấy, 5 bông cong. Cái mã này thì bên em đang có mức giá nó sẽ là 1.600.000 đồng với bên em bao ship. 5 bông cong 1.600.000 bao ship. Đấy, 1.600.000 với bên em bao ship 5 bông cong. Hàng đẹp luôn. Đây, từ chân lên. Hoa sen đang nở nhé các bác. Hoa sen đang nở. Có đầy đủ hoa lá các thứ đầy đủ hết. Cực kỳ đỉnh cao luôn, cực kỳ đẹp. Đó. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho sốt em dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này. Đây. Các bác có thể nhìn thấy nháy đổi màu rất là đẹp luôn. Đấy thì những cái dòng mà nháy đổi màu ấy thì các bác chỉ cần chỉnh lại cái công tắc này. Đấy, nháy chậm này. Chậm nhanh hay là màu nào thì các bác có thể chọn được. Đấy, riêng cái bông này là như thế. Đấy, riêng cái bộ này là như thế này. Đó. Thì các bác có thể chọn ví dụ đây. Đấy, hoa sen mình chỉ thích cái kiểu màu nó nhẹ nhàng như này thôi. Hoặc các bác thích màu đậm hơn hay là thích nó đổi màu tự động thì các bác có thể đều có thể lựa chọn được nhé. Đấy, nó đổi màu cho các bác này. Đấy, hoặc là các bác có thể để tự động cho nó nhảy màu như bên kia thì cũng rất là đẹp. Đó, riêng cái mã này nó lại là như thế. Cái mã này thì sẽ là có chiều cao. Chiều cao là 74cm, 75cm. Chiều cao của nó là 75cm nhé các bác nhé. Các bác lên cho em mã này là mã 5 bông thẳng đây. Các bác có thể chọn màu ở cái công tắc đây. Đấy. Rất là nhiều màu để các bác có thể lựa chọn. Đấy. 5 bông thẳng. Con này giá của nó sẽ là 1.800.000. Đấy là các bác có thể lựa chọn màu sắc thoải mái. 5 bông thẳng này. Đấy. Thân thẳng này. Hoa lá đầy đủ. Các bác có thể chọn đây, bên này như thế này. Đấy. Hoặc là có thể chọn sang đổi màu nhấp nháy. Đổi màu nhanh, đổi màu chậm. Thì đều có thể ok. Rất là đẹp luôn nhé. Rất là đẹp. Mẫu này em thật sự với các bác luôn là rất là ưng ý luôn. Đấy. 5 bông thẳng 1.800.000 đồng với bên em bao ship nhé. Nó có thể đổi màu cho các bác, hoặc là các bác không muốn đổi màu thì các bác có thể chọn màu mình ưng ý. Đấy, thì là các bác để lại thôi. Thế thôi, đơn giản, rất là đẹp, xịn sò luôn nhé. Đấy, và hàng này thì bảo đảm cho các bác luôn là hàng cực kỳ chất lượng luôn nhé. Đó, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho em dân Trịnh xin một nút like các nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cây hoa. Một cây hoa này. Ba hoa, ba bông hoa. Có lá, có hoa chiếm nở, có ấy đàng hoàng, có cả nụ cây, nói chung là cây đẹp. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Tổng chiều cao của cái mã cây này sẽ rơi vào 58,5cm. Hàng này nói chung là đẹp. Các bác có thể trưng lên bàn thờ một cặp này. Đấy, hoa bình thường của nó màu đỏ này. Đấy, tắt đi này. Tắt điện đi thì nó sẽ như này. Và bật điện lên này. Rất là đẹp luôn nhé. Đấy, thì các bác mua một đôi này các bác để cạnh hai bên bàn thờ ấy, thì nó cũng rất là đẹp. Đấy, trang trí trên bàn thờ rất là đẹp, bên tôn giáo nào các bác cũng có thể sử dụng được. Cái mẫu này thì bên công giáo hay là bên Phật giáo ấy, thì các bác đều có thể sử dụng tốt nhé. Đấy, hàng này thì rất là ok luôn. Rất là đẹp luôn. Cái này em đang để trên thùng xốp nên đang hơi cập kênh một tí nhé. Đấy, cực đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em cái mã này là mã... ba bông đỏ nhé. 550k. Các bác lưu ý là lúc mà khi mà các bác báo với em thì là các bác báo luôn cho em cái giá nhé, báo cho em cái giá để cho đỡ nhầm. Ba bông đỏ 550k bao ship. Đấy, các bác nào mà thích cao cấp hơn, cái dòng đẹp hơn, cao cấp hơn thì các bác cứ đợi em một chút. Đấy, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em dân Trịnh xin một nút like nhé. Ba bông đỏ này, các bác lên cho em mã này là mã ba bông đỏ 550k với bên em bao ship cho các bác cái mã này. Đấy, ba bông đỏ 550k bao ship. Một cái mã tiếp theo này, một cái mẫu ba bông. Con này thì ánh sáng màu nó là màu cái bông hoa bình thường của nó sẽ màu vàng nhé. Nãy là bông hoa màu đỏ, còn đây là sẽ là bông hoa màu vàng.
cực kỳ đẹp luôn. Đây, khi các bác lên hình này, hoa của nó này, ba bông này, rất là sừng sững luôn nhé. Đấy, nói chung là rất là đẹp. Tổng chiều cao cái mã này là 58,5 nhé. Đấy, cũng ba bông, cũng có hoa, có lá, có hoa nở, có hoa ấy này. Nói chung là ý nghĩa tâm linh các bác thì yên tâm luôn rồi. Những cái dòng này người ta đã làm cho chúng ta thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hoa, lá, cành, các thứ đầy đủ để các bác về, các bác chỉ việc sử dụng thôi, không phải lo lắng gì cả. Hàng này thì bóng của nó toàn bộ là bóng nét, bóng của nó toàn bộ là bóng nét nên là không lo bị hỏng hóc gì cả. Hàng xịn sò luôn. Đấy, màu của nó là màu vàng. Các bác lên cho em mã này là mã 3 bông vàng. 3 bông vàng. 550k cái mã 3 bông vàng này. Và bên em bao ship. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với cái số hotline của nhà em đang ở trên chốc màn hình đấy, là 004 này, số đuôi 004 hoặc là số đuôi 977 nha các bác nhé. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm của nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.